Sự thật kinh dị có thể bạn chưa biết phần 4. Đa số những kẻ sát nhân sinh vào tháng 11 nhiều hơn những tháng còn lại trong năm. Sau khi nhà bác học Albert Einstein qua đời, não của ông đã bị đánh cắp. Nếu phòng ngủ của bạn có một chiếc TV, có nghĩa rằng có một chiếc gương đen đối diện giường ngủ của bạn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn đang tạo một cánh cổng cho những con quỷ theo dõi bạn khi ngủ. Nếu như bạn mơ thấy những sinh vật lạ lùng trong giấc mơ của mình, đó là có ai đó đang theo dõi bạn. Đừng quên like, share và follow tôi nha.